Nhưng cái xuất tinh sớm là một bệnh phải chữa, bởi vì vừa mới cho vào cái đã xuất tinh ngay thì cái anh nam giới ỉu xìu xìu ngay, thì cái người phụ nữ họ bực lắm, tức là họ chưa chưa hiểu mô tê gì cả thì ông chồng đã hết hơi rồi. Cho nên là mọi cái mâu thuẫn trong gia đình chính là nó nằm ở trong cái điều không thể nói ra thành lời này được. Chúng ta là phái mạnh, việc tìm bản lĩnh của mình, duy trì phong độ của mình là điều rất quan trọng đấy các bạn ạ. Và tôi tin là bất kỳ anh em nào khi sử dụng Kissman giống như tôi thì cũng sẽ tìm lại được cái thời kỳ đỉnh cao phong độ, sự tự tin, đặc biệt là sẽ giữ được tình cảm vợ chồng luôn luôn rực cháy, mặn nồng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.